Chào các anh chị và các bạn, đây là kênh mà tôi sẽ tổng hợp kiến thức, hình ảnh về các loài cây của Việt Nam và công dụng của chúng trong cuộc sống của chúng ta. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về cây đại hoàng, còn gọi là xuyên đại hoàng, tướng quân, thuộc họ rau răm. Đại hoàng là thân rễ phơi hay sấy khô của nhiều loại đại hoàng như trưởng diệp đại hoàng, đường cổ đặc đại hoàng hoặc dược dục đại hoàng hoặc một vài loại xeom khác, tất cả đều thuộc họ rau răm. Trưởng diệp đại hoàng là một cây sống lâu năm, rễ thô to, thân cao tới 2 mét, giữa rỗng, mặt thân nhẵn, lá ở dưới to dài, có cuống dài, phiến lá hình tim cắt thành 3 đến 7 thùy, mép thùy hơi có răng cưa hoặc hơi cắt, lá ở phía trên thân nhỏ hơn, cụm hoa mọc thành chùm khi còn non, hoa có màu tím đỏ. Cây này chủ yếu mọc hoang và một phần được trồng ở Tứ Xuyên, Cam Túc, Trung Quốc. Đường cổ đặc đại hoàng cũng là một cây sống lâu năm, cao tới 2 mét, lá có phiến cắt rất sâu thành thùy. Cây này mọc hoang ở Tứ Xuyên, Thanh Hải, Cam Túc. Tại Cam Túc có trồng một số cây dược dục đại hoàng, cũng là một cây sống lâu năm nhưng thấp hơn, chỉ cao chừng 1,5 mét, lá mọc so le, có cuống dài, phiến lá hình trứng, phía cuống hình tim, đường kính từ 40 đến 70 cm, phiến không chia thùy mà chỉ cắt sâu chừng 1 phần tư, hoa màu xanh nhạt hay vàng trắng nhạt. Những loài đại hoàng đang được di thực vào nước ta, cây mọc tốt, ưa khí hậu mát ẩm, độ cao trên 1.000 mét thì thích hợp hơn. Hiện ta phải nhập của Trung Quốc, trước kia nhập cả ở một số nước châu Âu. Đại hoàng được dùng trong cả Đông y và Tây y. Theo tài liệu cổ, đại hoàng vị đắng tính hàn, vào năm Kinh Tỳ vị can tâm bào và đại trường, có tác dụng hạ vị, tràng tích trệ, tả huyết phận thực, nhiệt hạ ứ huyết, phá trưng hà hàn thủy, dùng chữa hạ lị, ứ huyết kinh bế, thủy thủng thấp nhiệt gây vàng da, ung thủng. Hiện nay dùng với liều nhẹ làm thuốc, giúp sự tiêu hóa, chữa kém ăn, ăn không tiêu, da vàng hay đau bụng. Ngày uống từ 0,1 đến 0,5 gam dưới dạng sắc, bột hay thuốc viên. Dùng với liều cao làm thuốc tẩy nhẹ, dùng cho người đầy bụng, đi lị, hoàng đản. Ngày uống từ 3 đến 10 gam, thường dùng phối hợp với các vị thuốc khác như chỉ thực, hậu phác, hoàng liên, mang tiêu. Anh chị nên tham khảo ý kiến tư vấn của bác sĩ trước khi sử dụng vị thuốc này. Nếu thấy nội dung này là hữu ích thì nhờ anh chị chia sẻ cho bạn bè và người thân của mình và ấn thêm vào nút like để giúp cho kênh có nhiều người biết hơn nữa. Xin cảm ơn sự theo dõi của anh chị. Chúc anh chị có một ngày mới vui vẻ và hạnh phúc.